Hello, I'm Mango. I'm 6 years old. I live in Thái Nguyên. I'm gonna sing the song How Many Song. Let's listen. Here we go. Sau khi hát xong thì mình sẽ nói lời cảm ơn và chào tạm biệt mọi người nhé. Thank you for watching my video. Goodbye. Và đây là bài Alphabet Song. Các mẹ cho con nghe nhé, đây là hướng dẫn của cô. Các mẹ có thể bật cái bài hát Alphabet Song thì nó sẽ có nhạc mà các bạn có thể hát theo nhé. Trước khi hát thì chúng mình sẽ giới thiệu bản thân này, đừng quên giới thiệu bản thân nhé. Hello, I'm Mango, I'm 6 years old. I live in Thái Nguyên. I'm gonna sing the song Alphabet Song. Let's listen. Here we go. Đó thì cái phần bài hát này, các mẹ có thể bật bài hát lên cho con hát theo. Hát hết thì chúng mình nhớ nói lời cảm ơn nhé. Thank you for watching my video. Goodbye.